Rồi, Siro đi trước đi. Hôm nay mình vợ con mình sẽ đi xuống đám bầu của bác ba, đám bầu tơ của bác ba nè. Bây giờ mình sẽ con mình sẽ đi vô đó, vườn bầu rất là mát nè. Cây công. Ừ, cây công luôn. Ra bò ra vàng bít hết rồi. Hôm nay chắc cũng khoảng tầm 10 ngày rồi nên mình mới lên đây. Đám bầu tơ bữa hổm bò mới tới đó, hôm nay ra bít vàng à. Bữa rồi có nụ à. Rồi Siro đi trước đi. Trái quá trời, thấy không Siro? Thấy, trái quá trời. Trái nhỏ nhỏ này. Cái bầu này cũng có hái chắc cũng được tầm, hái chắc cũng được có chục chiến rồi. Này cái bầu tơ qua đây nè. Bên kia là đám bầu, bữa mình quay bên kia là đám bầu già. Bởi vì bầu bầu cây hái này cũng có tầm cả thai gần cả tháng rồi. Đúng rồi. Giờ mình đi vòng qua đây ha. Cái dạng nó sợ xong mình đi với khom luôn à. Là trái à. Cây nó chống lại trái, nó lên công. Quá trời trái luôn. Quá trời. Đi Siro, rồi chui. Quá trời bí luôn. Siro, rồi thử cái bầu đi. Bầu, chứ nó động bí. Đó không? Hả? Bí, bầu dài. Này là bầu dài. Bầu này là bầu này của rạng đông. Trái rất là nhiều luôn. Người ta cắt. Ừ, sáng này bác ba ông ba mà hái Siro. Ở đây sợi xuống luôn nè. Đây không luôn ở. Nhà bầu nặng lắm chứ. Không xuống luôn. Không xuống luôn mà chung đi phải không xuống luôn. Không thấy đắt luôn. Không gì luôn. Cái bên đó. Hàng xóm ở cái bên. Đám của bác ba hay sao? Không phải. Đám của ta. Ừ. Bên này ta trồng dưa leo nè. Làm rẫy gần cái bên. Rồi, đi thẳng rồi, đi thẳng luôn. Chiều vòng vòng thì 4 giờ rồi. Đạp cái gì? Đi, thẳng ra đó luôn. Có chỗ nào trái nhiều mình vô. Chừng khoảng 4 giờ rưỡi. Sáng bán ba hái rồi cho nên bây giờ trái thấy quýt mình chắc rộ rồi á. Mình vô đường này đi. Rồi đường đó đi. Đường bầu này không chổi thì khỏi đi luôn. Đó không? Trái đó sáng mai là thấy gần hái được à. Mà trái này chắc mốt quá. Mai cũng chưa bự nữa. Mấy trái này 2-3 bữa nữa. Quá trời này. Ừ, quá trời luôn. 5 bữa hay 4 bữa thì được. Nói chung giá bầu khúc này cũng nói chung bầu khúc này cũng rẻ, bầu bí cũng rẻ. Cái này chắc hết được. Bầu thì cũng có 2-3 ngàn ký, bí thì cũng 4 ngàn. Bông rẻ. Quá trời luôn. Thì nắng chắc quá trời nổ tuôn xuống luôn, thấy không? Trái quá trời đây. Rồi đừng nói trái quá trời luôn rồi. Vườn bầu tốt ha. Chiều đi tham quan vườn bầu à. Này có dây bị chết nè. Này có dây bị chết nè Siro. Nói chung là trồng thì thấy chết có một hai dây à. Cái bầu nó bự quá bỏ. Nó bị ghẻ. Còn đây nữa nè. Mấy trái bầu nó bị quá lứa rồi. Quá lứa. Mấy này quá lứa bỏ. Quá lứa bỏ đem. Già rồi. Đem. Chứ bầu mắc rồi nó bán bầu dụng được. Chung khoảng bác ba đem về. Đem về nhà ăn được á. Ừ. Cái mối tàu này đây, mình đi thẳng lên đó đi. Mình đi thẳng đó. Mình đi vườn bầu xong, cái mình vòng vòng qua tham quan vườn bí luôn nha. Ừ. Thì giống như tập thể dục. Mấy bữa nay mưa xuống cũng mát. Ít nắng hơn mấy bữa trước. Cái này mai hái á. Cái này tá lứa rồi. Này mai hái dừa luôn. Đúng rồi. Hái tầm 2 ngày nữa.
Giờ mình đi vòng qua đám bí bên đây. Gì vậy? Ngứa hả? Ngứa. Cỏ ngứa. Nhà vườn mộng khá rộng. Trời ơi, nhà thì cũng nên trồng đẩy đừng trú mưa. Thôi bỏ xuống, bỏ xuống. Giờ mình đi qua đây đi. Mấy con gì vậy cả? Thôi được rồi, đi đi đi. Nè, bí cái quá trời nè. Bí này chứ đâu. Đó. Bí này hái cũng lâu rồi. Bí hái này chắc cũng tầm bên này hái cũng tầm gần tháng rồi. Không, cái bên này kia là nó bên này là màu trái dài. Không, bên là bí. Ồ, có trái bí bự nè. Bí bự đã không? Xin đâu? Cái này mai hái được. Cái đó mai hái. Vòng vòng vô. Bí này cũng hái lâu à. Hái này chắc có tầm 20 mấy ngày rồi. Trái này 2 ngày, 1 ngày. Trái bự bự của trời nè, ngày mai hái nè. Trái ngày mai hái, sáng mai hái nè. Nè, sáng mai nè. Đúng rồi. Thôi mình đi thẳng thôi. Thôi. Lâu lâu vòng vòng đi chơi bữa. Nói chung ở trong vàng trái hết trái rồi. Rồi đang hái qua vàng. Ngày mai hái nè. Có vàng bí này tốt nè, ra bích vàng. Nó mà hái. Bí này tốt ra bích vàng luôn hay sao? Giờ hái quả vàng không ở trong hết à. Khi mà vàng nó che mát rồi ở trong vàng vàng kia nó bị xuống lá liền. Rập là nó xuống lá. Bí này hái lâu rồi, hái cũng gần tháng rồi. Cái này mai hái nè. Ừ. Nhiều cũng còn nhiều ghê không? Ờ, mấy trái này ngày mai hái nè. Bự ghê không? Mấy trái này nữa, trái đằng kia. Này ngày mai hái nè. À đó, đúng rồi, cái đó. Cái này nữa, cái này. Bí mình ở dưới mình hái nhỏ hơn, ở đây hái trái bự hơn. Quá trời luôn. Ừ. Bự vậy nặng ký không? Ừ. Nhìn bí lực không? Mai hái. Tốt quá. Quá trời bí nè. Ui, cái gì? Gió nó xào xào. Xin đâu quanh lại đi. Quanh lại đi. Đường đó mới được tới đường mương khó đi phải không? Đúng rồi. Ừ. Quanh lại có mình quẹo rồi, quẹo tay phải ha. Đúng. Năm qua vườn bí à. Cây cỏ quá trời. Quá trời cỏ, hay là cỏ ăn trầu không? Ừ. Người ta sao lớp ba không sạch ra hút. Thuốc cỏ sạch nhiều cũng đâu tốt đâu. Sạch nhiều hư đất hết. Để gì? Ừ, để gì mà để gì cho bí năng nuôi trái. Ừ. Bí trái đẹp quá ha. Đúng rồi. Trái. Giờ mình thẳng vô ha. Đi thẳng vô đây. Đi thẳng vô đó đi. Rồi, thái quá trời đi chung quay. Rồi, thẳng luôn. Một cái nè. Bự bự cho ngay gác ở đây quá trời luôn. Trái nè chứ đâu. Đó. Bông bông đẹp quá ha. Này ngày mai hái cũng nhiều quá. Bự bự quá trời nè. Thôi mình đi tiếp xíu đâu. Đi thẳng qua bên kia. Ghế ngồi. cái con nặng 6. Cái con kia. Trên đây trái nè. Trái này xíu đâu bự bự không nè. Bự bự. Quá trời luôn. Đó không? Ừ. Nè trái này đúng bự luôn. Bự mai hái á. Ừ. Chứ đường này cũng thế. Cái con nè, cái con này căng được 60 kg luôn. Căn nó căn 60 kg mà. 60. Căn nhà mình có 30 à. Đúng rồi. Còn cây kia có cái căn 100 kg luôn á. Căn đâu? Căn có nhiều chỗ mà ta sử dụng căn 100 kg á. 100 kg dữ. Nè mấy trái bự. 200 kg, 300 kg nữa. Chắc có chứ. Mà thường mình căn 100 kg lên đổ lại không? Căn mình nhỏ hơn căn của ta đi. Đây có vườn bí tơ nữa nè.
Lý tơ này chắc cũng được 20 ngày rồi. Ủa sao? Mình xem nó chạy kìa. Mình có bước lên đó. Mình đi thẳng qua bên bờ luôn. Bên kia có xí nghiệp. Được không? Nè mình xuống đây đi. Được không? Xuống, xuống được không? Xuống từ thôi. Xuống được. Bí này già bí rồi. Già bí thì trái cũng nhiều lắm. Đằng kia quá trời bí luôn. Rồi trái quá trời kìa. Trái quá trời đã. Đã dữ kìa. Nhìn vàng đẹp quá ha. Đúng rồi. Nhìn hàng gì vàng giống như gánh hát. Ở trái kìa, lòng thòng kìa. Mai hái được nè. Ờ, đó mấy đó là mai hái hết. Còn mấy trái nhỏ là mốt nè. Có kiến hả? Ừ. Nè mấy trái này mai hái nè. Mai hái. Giờ mình vòng vòng ra, mình vòng đi vòng lên nha. Rồi, bây giờ mình quẹo qua ở chỗ cái ghế với cái căn nè. Đi thẳng ra hoài luôn. Đi. Hôm nay mình dẫn con mình vòng vòng tham quan mấy cái vườn bầu vườn bí của mấy bác của mình. Ở nhà xem nha. Không đi đi qua đây đi. Ừ, đây. Đi thẳng không? Đi thẳng. Được chứ? Sao mà ghế này ngồi chắc đồ không có đau lưng. Cái con này nặng chứ. Rinh chắc cũng nổi. Mình quẹo lên ha. Trái quá. Quá rồi trái luôn. Bầu nở bông buổi chiều nè. Rồi thấy không? Bí thì nở bông buổi sáng. Bầu từ khoảng cỡ 4-5 giờ bắt đầu chuẩn bị nở bông á. 6-7-8 giờ tối là bắt đầu thụ phấn. Thụ phấn là cái gì vậy? Thụ phấn là nó đậu trái á. Phấn nó bay từ bông đực qua bông cái á. Đậu cái. Nè. Được. Ừ. Đây cũng trái. Đúng rồi.